chào mừng tất cả những thần dân Asgard đã đến gặp ta ngày hôm nay. Hôm nay ta có một tin vô cùng vui. Đó chính là đứa con của ta vừa chào đời. Bởi vì vậy, hôm nay ta sẽ chiêu đãi cho tất cả thần dân ở đây. Mọi người cứ ăn uống vui chơi thoải mái, ta sẽ bao hết. Ê, sao lại gọi là bao? Phải gọi là chiêu đãi chứ. À quên, ta sẽ chiêu đãi hết tất cả những thần dân của Asgard này. Được rồi, vui vẻ nè mọi người. Được rồi, em vào trong ẩm con của chúng ta ra đi. Dạ, được rồi. Con trai của mình nó dễ thương quá. Bây giờ phải ẵm nó ra cho mọi người coi mới được. Thôi, được rồi. Bây giờ thì hai mẹ con mình cùng ra gặp mọi người nè con trai. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là con trai của ta, con trai của thần Sấm Thơ. Là đã luôn á. Sao nhiều người ở đây thần dân mọi người ai cũng tốt bụng hết trơn. La 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 la. Ủa, mấy chú ơi. Dạ con đây mẹ con ơi. Con đâu rồi? Con đây con đây. Đây rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay mẹ có chuyện muốn nhờ con. Con đem một số hàng này đi qua bên nhà chú riêng giùm mẹ nha. Một số hàng đem qua nhà chú riêng hả mẹ? Đem qua giùm mẹ chút, tại vì mẹ có việc không có đem qua được. Dạ, đâu mẹ, hàng gì vậy? Ồ. Đây. Dạ rồi, giờ con sẽ đem đi nha. Rồi, đi cẩn thận nghe. Dạ. Đi xong nhớ về sớm đó, không có đi chơi đó. Mình có lấy tiền hay gì không mẹ? Hay chỉ cần đem qua thôi? Không không, đem qua thôi, chú đưa tiền cho mẹ rồi. Dạ rồi, con đi đây. La 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 la. Vô đi, nước sôi mấy chú ơi, nước sôi mấy chú ơi. Vô đi. La 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 la. Ê, nặng quá. Tránh đường đi. Tránh đường giùm con đi mấy cô chú ơi, con đang dính đồ nặng lắm mấy cô chú ơi, tránh đường. Ôi. Ôi. Đau quá. Trời ơi. Thằng này đã kêu tránh được đi cái gì vậy mày? Xin lỗi. Hồi tôi đi giỏi quá mà tôi kêu tránh được rồi mà. Trời ơi. Mày cái thằng nào mà chứ mày mà dám tông ta là tao coi ba tao xử mày mày. Ai? Tôi xin lỗi rồi ngang, nói ăn nói đàng hoàng ngang. Vậy. Mày ai 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 mày muốn cái gì? Người ta xin lỗi đàng hoàng rồi mà nói gì tầm bậy cầm bậy. Mày láo. Ê, hùng hàng của tao mẹ tao kêu đem đồ đi rồi mày đập rồi. Mày nè con, đập hùng hàng. Mày dám đập sao? Mày nè. Mày quậy qua nha, hùng hàng này là của mẹ tao kêu đem đi nha mày. Mà mày biết tao là ai không hả mày? Nhìn mặt tao có đẹp trai không? Tao xin lỗi mày, gọi mày còn chửi tao đập mày luôn á. Thằng này mày bố láo hả? Mày à, ba mẹ mày đâu? Kêu đây coi. Ba mẹ tao về mày. Mày làm quậy đồ của tao mày còn la gì nữa? Dạ mẹ. Con làm cái gì vậy? Mày chỉ kêu con đi giao đồ đi chơi. Nó đụng con rồi, con xin lỗi nó rồi nó còn chửi con nữa. Trời ơi, con có biết con đang vừa kiếm chuyện với ai không hả? Xin lỗi lẹ lại cho ta. Nhanh lên. Xin lỗi. Biết xin lỗi hả? Cho tôi xin lỗi cậu nha. Đây là con của Thò Vua ở đây đó. Thò Vua ở đây. Vậy con biết Thò Vua mà sao mà kỳ cục vậy? Người ta xin lỗi rồi còn chửi người ta nữa. Thôi cho tôi xin lỗi cậu nha. Tại vì con của tôi hơi bất cẩn cho nên va vô cậu đó. Có gì tôi sẽ về lại, tôi sẽ nói lại thằng bé. Ê, về xin lỗi gì xin lỗi. Ông xin lỗi gì đó. Bây giờ cái này là phải bị xử phạt. Nhưng mà mày hôm nay là hả? Là tôi đang vui nha, không vui là cái thằng kia. Mày bị xử mày. Tao đang dính đồ nghe, đúng không? Quăng đồ gặp. Thôi cho tôi xin lỗi. Ê, ê, ê. Mặt con tôi xin lỗi cậu.
cậu nha. Thôi Hi Ha đi về nè. Ôi, đi. Tao đi chơi tiếp đây. Mày mà ghé vô tao nữa tao xử mày luôn đó. Theo ba mẹ tao xử mày đó. Cậu có biết á là con mới vừa làm cái gì không? Dạ ông. Con mới vừa đụng vô một người con của Thor, vị vua Asgard đó, có biết không hả? Ơi, con đâu có biết đâu. Cái tội đó có thể đưa con vô ngục đó, hoặc là nặng hơn nữa, ta không muốn nói tới luôn. Thôi đi về. Dạ. Không phải ở đây muốn đụng ai là cũng đụng được đâu. Nhưng mà con xin lỗi rồi, đi đó nó chửi con kì. Nhưng mà người ta cũng là một cái người rất là cao quý ở đây, con không thể nào mà đánh đấm lại người ta vậy được chứ. Dạ, biết rồi, lần sau con không vậy nữa. Thôi để hẹn đi, lát nữa mày đem đi giao cho. Dạ, à, mẹ, nó làm đổ luôn rồi. Cá nướng ơi, cá nướng, thịt nướng, bò nướng, cá nướng, thịt nướng, bò nướng đây. Cá hả? Bao nhiêu tiền vậy con trai? Dạ, cá nướng ở đây là con mới nướng luôn nè, 10 đồng một cây. Vậy cho chú hai cái đi. Hai cây, lấy con lấy cây cây mới nhất cho chú luôn nè. Ê, chú đây. Được rồi, cảm ơn con nhiều nghe. 20 đồng chú ơi. Được rồi, để chú thanh toán. À, đưa mẹ con ơi, mẹ con á. Rồi, đây, của chị nè. Cứ tính tiền cho tôi là được. Rồi, cảm ơn nghe. Rồi, thôi tạm biệt nha, gặp mẹ hai mẹ con. Dạ, bye bye chú, cảm ơn chú. Rồi, thôi, hôm nay canh phụ hàng của mẹ tới đây là được rồi. Thôi, đi đâu chơi đi, hôm nay bán cũng hết rồi, cũng sắp hết rồi. Ồ, vậy con muốn đi đâu chơi cũng được hả mẹ? Đúng rồi, đi chơi đi, nhưng mà nhớ về sớm nha, với lại đừng có mà đụng chạm tới những cái người cao quý như hôm bữa ở đây nữa nghe chưa? Dạ, con biết rồi, lần trước là con sơ suất thôi, con sẽ không như vậy nữa đâu. Hello gì? Hello chú. Oh, hôm nay cô chú nói chuyện vui vẻ dữ hen. Lô, hôm nay mình đi đâu chơi đây ta? Hey, wow, đằng trước là lâu đài của vị vua Thọ thần sấm đó. Thọ dữ thiệt. Hôm bữa mẹ mình nói mình đã đụng con trai của Thọ thần sấm. Wow, vậy là to như vậy luôn hả ta? Mình có tên là tới đó để xin lỗi ông hôm bữa mà mình đụng ông ta. Chắc mình cũng nên á, mình là người vi phạm lỗi mà, mình nên như vậy đi. Lên la 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 la. Nhưng mà đường này làm sao mình lên được trời? Cao quá vậy, nguyên một cái cánh cổng gì luôn. Nhưng mà làm cách nào là mình có thể đi vào bên trong bây giờ ta? Mình sẽ trèo lên cách này. Mình sẽ chui được lên trong đó để có thể được thôi. Lên đi, lên. Cố lên, mình sẽ làm được. Lên. Trèo lên. Cố lên nào. Gần tới rồi. Mình phải xuống dưới mới được. Ở dưới đang có chuyện gì vậy ta? Là không biết cái cậu kia lần trước mà mình đụng phải rồi đâu rồi ta. Ây da. Xuống thôi. Giới xuống này, mình sẽ tìm được bạn kia. Ở dưới đang có chuyện gì vậy? Đây chính là cây búa mà ta đã rèn luyện được dành cho con trai của chúng ta. Wow, cây búa này đẹp thiệt đó. Đúng là con trai của chúng ta sướng nhất mà. Ta đã vừa rèn luyện được. Đây chính là cây búa thần sấm. Năm xưa anh cũng đã từng được cha của anh truyền lại cây búa, và chỉ có những người xứng đáng mới cầm được cây búa đó thôi. Và bây giờ anh cũng muốn truyền lại cho con trai của chúng ta. Cây búa tên là Mjolnir. Của em là Mjolnir, em hiểu không? Đây nè, hai cây nó cũng gần giống như nhau luôn á. Đúng rồi, nhưng mà cây này là phiên bản mini nên gọi là Mjolnir. Được rồi, con trai của ta đâu, ra đây. Dạ, con ra nè, có con. Ủa sao vậy ba? Con nhìn đây, thứ này chính là dành cho con đó. Wow, xịn quá vậy. Ủa con cầm được không? Con đương nhiên là được rồi. Chưa mà, nó chưa xứng đáng. Nhưng mà ta có cách để cho con có thể nhấc được cây búa này lên. Cây búa này cũng giống như cây búa Mjolnir mà năm xưa ông nội ta, ông nội của con đã làm với cây búa đó. Cây búa này đã được yểm bùa và chỉ có những người xứng đáng là con của thần sấm mới có thể nhấc được nó lên. Thế nhà của con chính là thần sấm thực thụ đó thì sẽ nhấc được nó lên. Wow, thật á, vậy bây giờ làm sao có cách nào để con có thể nhấc lên được vậy? Không biết nữa. Nhưng mà ta chỉ biết là ta phải sống thật tốt, giúp đỡ mọi người thì ta sẽ được xứng đáng cầm cây búa này lên. Và ta không biết rõ là phải cụ thể làm gì, nên ta hy vọng con cũng có thể làm được. Dạ, con hiểu rồi. Cái này con phải tự làm thì nó mới thú vị chứ. Con kẻ nhập. Ai, kẻ nào? Đứa nào vậy? Không phải gì vậy. Trời, là cái thằng hồi sáng nó đụng con nè cha. Từ từ, bình tĩnh con. Không phải vậy. Nhưng mà thả đứa nhóc xuống đi. Tại sao? Bỏ nó xuống trước kia rồi ta nói chuyện. Tại sao ngươi lại đột nhập vô cái lôi lâu đài này hả? Ngươi có biết điều đó là một điều cấm không? Dạ, con đến đây chỉ để xin lỗi cái bạn này. Hồi sáng con đụng thôi
Là sao cô? Hồi sáng nó đụng con đó cha, nó đi mà nó không nhìn đường vậy, nó cầm nguyên đống đồ. Ôi con xin lỗi, vô đây xin lỗi thôi mà con đâu biết đâu. Ừ, có biết là ngươi đột nhập vô lâu đài này, bất cứ hình thức nào ngươi đều bị xử trảm nghe mà. Chắc là nhóc này nó nhỏ quá, nó không biết cái chuyện này đó mọi người ơi. Im đi. Ta không quan tâm người có lý do gì để đột nhập vô đây cả. Ta chỉ biết là trên thế giới này có vô vàn người xấu, và tụi nó có thể giả dạng thành bất cứ ai, già trẻ lớn bé. Và ta cũng không biết người là kẻ xấu hay là người tốt, nên vì vậy ta sẽ xử người vì tội đột nhập vào đây. Con không phải vậy đâu chú ơi. Đúng rồi, mày đáng bị xử lắm con. Cha xử nó đi, cha dùng cây búa đập cho đầu nó. Người hãy xem đây, thằng nhóc ranh hiện nguyên hình đi. Hãy cho. Ôi, chú ơi, ơi, ơi. Hả, anh định làm điều đó thật hả? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Đúng vậy, luật là luật, không có nhân nhượng. Được rồi, tránh ra đi tên lính kia. Mọi người hãy tránh xa ra. Được rồi, ta sẽ cho người biết mùi lợi hại của cây búa Stormbreaker. Hãy cho. Ôi không. Cái sức mạnh gì vậy? Tại sao lại có sấm sét? Là sao ta? Mình vẫn còn sống. Có chuyện gì vậy? Sao lại có chuyện này xảy ra được? Nhóc này có sao không? Tao mới là người có sao này, em làm gì vậy? Hắn vừa hất tung ta ra khỏi người đó. Anh có thấy được điều gì không? Thằng nhóc này nó biết điều khiển sấm sét đây. Không, đây không phải là điều khiển sấm sét, mà là được sấm sét bảo vệ. Không thể nào, cái này chỉ có ta là Thor và Odin là cha của ta mới có thể được thần sấm bảo vệ như vậy thôi. Vậy không lẽ thằng nhóc này là con rơ của anh? Cái gì mà con rơi bà nội? Ý bà nói tôi là tôi ăn cơm trước kẻng hả? Chứ thằng nhóc này bây giờ như vậy là sao trời? Trời, thì làm sao anh biết được? Không lẽ thằng nhóc này lại là con của anh sao? Hả? Ủa? Con của mình là thằng nhóc Quy rồi mà. Vậy còn thằng nhóc tóc hồng này là sao? Không lẽ nào? Trời ơi, thằng nhóc này là giả mạo đó cha ơi. Cha phải xem con nè, con mới là người mới là người được chọn. Hãy xem đây. Trời ơi, nặng sắp được rồi. Cố lên con. Mệt quá. Không thể làm được. Con là con của ta mà. Con kia cái búa này nó bị lỗi rồi. Lỗi cái gì? À sao em nghĩ? Sao lại có chuyện như thế này được? Nhóc. Dạ. Con tên là gì? Dạ con tên là Hi Ha. Thấy Hi Ha, con đến đó nhấc thử cây búa cho ta xem. Nhấc cây búa này hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử đi con. Dạ. Hả? Cái gì? Con cầm được. Để thằng nhóc này chính là con của anh rồi Tho. Không thể như vậy được. Tại sao chứ? Con mới là con của cha mà. Không phải cái thằng này đâu. Người không phải là con của ta. Nếu là con của ta, tại sao không cầm được cây búa? Rốt cuộc người là con của ai vậy? Khai mau. Bao nhiêu năm qua người đã ở trong nhà của ta? Bây giờ cha không tin con à? Vậy rốt cuộc thằng nhóc này là con của ai? Đó là con của ta. Đó chính là ta, Loki đây. Con của Odin và là người xứng đáng gà phải cai trị Asgard này. Loki, tại sao em lại làm như vậy? Vậy là em muốn chiến đấu với ta sao? Anh không có đủ tuổi đâu. Ê, đó là anh trai ngu ngốc. Ây cha. Ôi, ai vậy? Anh không cử động được. Ê, ngươi làm gì chồng ta vậy? Anh có vợ rồi hả? Ngươi xem nè. Này thì dám láo với ta hả? Anh có sao không Tho? Anh không có cử động được. Để em phá giải cho. Được rồi, anh di chuyển được rồi, cảm ơn em nhiều. Tên Loki đâu rồi? Ta ở đây nè. Hả? Anh trên kia kìa. Anh ta ở trên đây. Ta hiểu rồi, vậy thằng Huy này chính là con của ngươi. Tại sao ngươi lại cài cấm hắn vô gia đình của ta hả? Đơn giản thôi, em cài nó vào gia đình của anh. Để rồi, ta sẽ quậy nát gia đình của Thor. Sau đó em sẽ lên nắm quyền cai trị cái Asgard này. Nhưng mà thằng nhóc kia, may mắn nó vẫn còn sống đó. Tại sao mày lại dám làm vậy với con của tao hả? Đơn giản thôi, bởi vì ta thích. Huy, lại đây với ta nào, nhìn lên con. Dạ. Bây giờ để ta thay đổi quần áo cho con nào. Con mau lên cho mình bộ giáp đi. Đúng vậy, bộ giáp là sao? Hay, giống như ta và cha của con nè, khi con có sức mạnh của thần sấm thì con sẽ có thể cho mình được một bộ giáp để bảo vệ bản thân của mình. Đúng rồi, được. Cầm búa lên đi con. Để con thử. Hay.
Đây rồi, đây mới chính là con của ta chứ. Đúng rồi, bây giờ, gia đình chúng ta tấn công hơn. Dạ. Hey, cha. Cha. Ra đây đánh nhau với ta đây. Được rồi, em sẽ phụ anh. Dạ, con ở đây lo tên Loki quy nước nha. Bây giờ mẹ sẽ đi phụ cha con. Dạ, để con ở đây là được rồi. Đi. Huy nước, lần sau chưa tính sổ xong với ngươi, lần này sẽ cho ngươi gia bả luôn. Đi lên đi. Đó, ngươi xem đây, lần này ta sẽ đánh cho ngươi gia bả thì thôi. Lên đi. Trời, trời ơi. Con trai ta đã đánh thằng Loki. Nhiều con. Chờ một thằng nhóc vậy không chơi nữa nha. Ai? Giật tay ta nè, ta chết tiệt. Chào. Chào. Đứa bé người đánh chết. Ôi xin, ta không cho ngươi tên ta đâu. Anh Huy, bây giờ ngươi xem nè. Thấy cha. Ôi, ai à. Đập nó. Mày, anh cha, cha. Mày cung ca. Mày, đánh lên. Ô, tử nó đây. Mày. Ai da, nặng quá. Chạy nó đây. Nặng quá, trời ơi, sao cây múa này nó nặng dữ vậy. Trời ơi, coi tải, chạy ra. Không bao giờ, bây giờ thì đợi cha ta xong đi, giờ tính sổ với ngươi sao? Không! Hãy cha! Bây giờ, ngươi chết đi, ngươi nhanh! Em chịu thôi! Ngươi, chính là thôi lừa lọc, ngươi đã lừa ta bao nhiêu lần rồi? Làm sao ta tin được ngươi hả Loki? Ngươi nghĩ ta có thể tin được ngươi sao? Mày ơi, nói bao nhiêu lần rồi, giờ tôi chịu thua còn tin nữa. Thì sao? Tin hả con? Này thì tin nè. Thôi, xử lý xong nó rồi, bây giờ để anh kêu thần dân đứa nó vô ngục, rồi mình xử lý kia sau. Ủa, mà con mình sao rồi? Để anh canh thằng Loki này cho, em đi kiếm con của mình đi. Dạ được rồi, để em đi. Mày dám hả mày? Mày dám lừa gia đình đây. Ô, mẹ. Con trai có sao không? Nhìn con thôi đủ biết rồi, thằng kia mới là có sao kìa, nó nằm ra ngoài. Trời ơi, tức quá. Nằm yên đi, rồi mày sẽ vào ngục giống như cha của mày. Không có gì mà không. Chuẩn bị vào ngục đây. Không chịu. Không chịu thì cũng phải chịu. Được rồi, để con lấy cây búa lại. Thì còn ngươi thì biết ta. Ê, tao. Không có gì mà không. Đi thôi. Mẹ mình thôi đi con trai. Từ. Trời. Thì ta đây. Xuống này nè. Thả nó xuống đi. Rồi, vậy là chúng ta đã bắt được hai đứa này rồi. Bọn chúng là ai vậy cha? Bọn chúng chính là người thân của ta. Hắn tên này chính là em trai của ta. Còn đây chính là con của hắn. Ai, người thân gì mà kỳ cục vậy? Thôi, mà không quan trọng đâu. Bây giờ để ta kêu lên đầu, đưa hai đứa này vào ngục cho ta. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị vào ngục đi. Rồi luôn không? Không có gì mà không. Chết rồi, một ngày nữa em sẽ ra khỏi ngục và em sẽ chiếm lại vương quốc. Rồi, ta giữ cái này. Bye bye luôn. Nhóc này, ăn người theo ta. Đây, lưỡi này nè. Đó chính là cái giá phải trả. Thôi được rồi. Đúng rồi. Mà con trai nè. Dạ. Trước giờ con sống ở đâu đấy? Dạ, đúng rồi. Con thắc mắc. Có mẹ con nuôi con ở đằng trong ngôi làng đằng đây nè. Cái gì? Mẹ con nuôi con. Hả? Dẫn ta tới đó coi. Dạ. Theo con. Được rồi. Đi thôi. Ôi giời. Đi nhanh nào con trai. Làm nó sao vậy? À đây. Nhanh lên đằng đây nè. Mẹ ơi. Nghe cái gì vậy? Ủa, Hi Ha, con mặc đồ gì đây? Đây là... Hóa ra là cô. Hóa ra là cô. Đúng rồi, đúng vậy. Con mặc đồ gì với hai người này nữa hả? Không. Có đâu, để ta giải thích cho. Đây chính là con trai của tôi. Và tôi đã bị thất lạc nó từ năm xưa. Và tôi rất biết ơn khi mà cô đã nuôi dưỡng nó trong những suốt vài năm vừa qua. Vậy là năm xưa tôi cũng lụm thằng bé Hi Ha ở ngoài cái chỗ kia kìa. Thì ra nó là con của người sao? Đúng vậy.
Rất là... Cảm ơn cô. Tôi rất là... Cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc nó. Và nếu ngày đó không có cô chăm sóc nó thì tôi không biết thằng nhóc này đã như thế nào rồi. Và được rồi. Giờ... Không có đúng gì rồi. Đâu ạ. À. Tôi xin phép cô được nhận nó lại. Và tôi sẽ kêu quân lính mang tất cả những số vàng bạc đem tới đây để đền đáp cho cô vì công nuôi dạy của cô thời gian qua. Và tôi cũng sẽ cho Hi Ha mỗi ngày có thể đến đây chơi với cô nếu lúc nào muốn. Yeah. Wow. Khi được như vậy thì mừng quá. Tôi mẹ cảm ơn hai cần người bán rất đồ nhiều luôn nha. Rồi mẹ ơi. Trời ơi, tôi cảm ơn hai người rất nhiều. Trời ơi, nói chung là thằng nhóc tới chơi với tôi cũng được rồi. Tại vì tôi cũng nuôi nó thời gian khá lâu. Nếu như nó đi mà tôi không được gặp thì tôi cũng nhớ nó lắm. Cảm ơn hai người nhiều. Được rồi, tôi sẽ cho nó ghé thăm cô thường xuyên. Dạ, rồi, dạ. Đi thôi con. Dạ, tạm biệt mẹ nghe. Con sẽ quay tạm lại. Tạm biệt con, tạm biệt hai ngày. Đi thôi. Đi. Yeah. Yeah. Ok các bạn ơi, video này cũng tới đây thôi. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video Hi Ha Tho tập tiếp theo. Nếu mà các bạn ủng hộ mình, các bạn muốn mình làm nữa hãy comment ở dưới là tầm 2 nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Đi mà là dạ.